Ngày 12 tháng 11, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang xác nhận, trên địa bàn xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, xảy ra một vụ cháy xe hơi 4 chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 1, xe hơi do một người đàn ông cầm lái chạy trên quốc lộ 50 hướng đi từ thị xã Gò Công về chợ gạo. Khi đến địa bàn xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, người này vào một cây xăng ven đường để mua xăng. Sau khi mua xăng xong, người này tiếp tục lái xe ra quốc lộ 50, khi vừa ra đến quốc lộ thì xe bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan khắp xe. Lúc này nhân viên trong cây xăng cùng người dân đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện công an huyện gò công tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy xe